kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Tổng rà soát bằng cấp lò ấp tiến sĩ cần nhưng siết chất lượng cần hơn. Thưa quý vị, thảo luận tại Quốc hội chiều qua, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị các cơ quan tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó tập trung vào cán bộ trung cấp, cao cấp của bộ máy nhà nước. Ông Lê Thanh Vân cho rằng nhiều cán bộ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi được coi là lò ấp đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, đã bị kỷ luật, cho nên cần phải rà soát các bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ được cơ quan này cấp. Đề xuất này cũng có lý, bởi vì tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, chỉ riêng Học viện Khoa học Xã hội đã cho ra lò 165 tiến sĩ. Nếu chia theo ngày làm việc, năng suất năm 2015 là 01 ngày 03 giờ 55 phút cho ra lò 1 tiến sĩ. Trong 2 năm 2015 và 2016 cho xuất lò 700 tiến sĩ và 2.811 thạc sĩ. Nhưng ai sẽ kiểm tra, sẽ rà soát các loại bằng cấp này? Nếu cũng những người từng cấp bằng nhận nhiệm vụ rà soát thì huề vốn, chẳng ai tự vác đá ghề chân mình. Trong bài Sản xuất tiến sĩ giỏm nhiều như lò ấp trứng cách đây 2 năm, báo Lao động từng đề xuất phải lôi tất cả các loại bằng tiến sĩ giỏm ra ánh sáng, phải lôi những nhóm lợi ích mua bán bằng cấp ra tòa, sử dụng quyền lực khoa học thông qua trường, viện để làm tiền trên các loại bằng cấp cũng là một hình thức tham nhũng. Những ai sử dụng bằng cấp lò ấp có chứng cứ sai phạm phải bị kỷ luật, có căn cứ thì xử lý hình sự. Ai cũng biết, với các loại đề tài tiến sĩ từ lò ấp này chẳng dùng được vào việc gì, nhiều trường hợp có dấu hiệu gian dối. Nhưng rà soát tất cả các văn bản xác định được gian dối hay chất lượng kém lại là điều không dễ. Các vị từng ngồi hội đồng chấm điểm cho các tiến sĩ giấy, tiến sĩ giỏm qua cầu thì họ sẽ bảo vệ lá phiếu của mình đến cùng. Trên thực tế, chỉ có thể kiểm tra, điều tra những trường hợp có đơn thư tố cáo, có những chứng cứ đạo văn, dùng tiền mua bằng. Vậy thì những ai có thông tin chứng cứ về các trường hợp gian dối, hãy cung cấp chứng cứ để các cơ quan chức năng xử lý. Xử lý tiến sĩ giấy cứ làm, nhưng quan trọng hơn đó là siết chặt chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu tiếp tục buông lỏng quản lý cho những cái chợ bán bằng, các lò ấp hoạt động thì làm sao có thể kiểm tra, rà soát hết được các loại bằng cấp giả. Lập lại kỷ cương trong đào tạo, tôn trọng học thuật, đề cao liêm chính khoa học là việc cần làm ngay. Dẹp hết các lò ấp tiến sĩ để không còn tiến sĩ giỏm là việc quan trọng hơn đi rà soát các văn bằng. Những công trình làm nghèo đất nước, thiết bị tiền tỷ bỏ đống như phế liệu. Thưa quý vị, trong 2 năm 2017-2018, tỉnh Bạc Liêu đầu tư dự án trung tâm hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa 54 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với tổng số vốn là hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều trang thiết bị đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, có nơi bỏ đống như phế liệu. Ít tháng đưa vào hoạt động thì hư hỏng. Dự án trung tâm hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một điểm ở cơ quan hành chính 54 xã phường thị trấn trong tỉnh do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản, triển khai trung cấp dịch vụ công qua mạng điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong triển khai chính quyền điện tử của tỉnh Bạc Liêu. Ông Nguyễn Hoàng Em, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi cho biết, trước đây cơ sở vật chất, trang thiết bị của xã còn nhiều khó khăn. Khi được tỉnh quan tâm, đầu tư lắp đặt trang thiết bị bộ phận một cửa, cán bộ của xã rất vui mừng, phấn khởi bởi có điều kiện nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau khi đưa vào hoạt động thì phát hiện nhiều trang thiết bị bị hư hỏng, không sử dụng được. Ông Hoàng Em liệt kê hàng loạt thiết bị hư hỏng, bỏ phế, không thể sửa chữa khắc phục được như là một máy tính chủ, ba máy scan tốc độ cao, một máy kiosk, tra cứu hướng dẫn, thủ tục hành chính, đánh giá năng lực, mức độ hài lòng và lấy số tự động, một máy photocopy, riêng hệ thống camera giám sát và hai màn hình LED thì mù mờ. Ông Hoàng Em cho biết thêm, khi phát hiện nhiều trang thiết bị chuyên dụng tại bộ phận một cửa bị hư hỏng, xã đã nhiều lần liên hệ, nhưng đơn vị bảo hành chẳng những không cử cán bộ xuống sửa chữa, mà còn viện cớ đòi thu tiền phí đi lại. Về thủ tục vốn đầu tư, toàn bộ trang thiết bị chuyên dụng tại bộ phận một cửa, xã hoàn toàn không biết gì, đã chỉ ký nghiệm thu rồi đưa vào hoạt động. Ông Hoàng Em chia sẻ, bỏ đống như phế liệu. Tương tự, ông Đào Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi cho biết, toàn bộ trang thiết bị văn phòng, thiết bị chuyên dụng cấp xã được lắp đặt đồng bộ tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào hoạt động trong thời gian rất ngắn, thì nhiều trang thiết bị hư hỏng, không còn hoạt động được như máy kiosk không bắt được số, một máy scan không khởi động được, máy photocopy hư hỏng không copy được,
hệ thống phần mềm chạy chậm như rùa. Mặc dù xã đã nhiều lần liên hệ với trung tâm bảo trì, đơn vị lắp đặt các thiết bị trên nhưng không ai đến sửa chữa, khắc phục mà còn đổ trách nhiệm cho đơn vị khác. Còn ông Ngô Minh Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điền Hải, huyện Đông Hải, đánh giá thực trạng trang thiết bị tại bộ phận một cửa của xã còn thảm hại hơn. Theo ông Đăng, chỉ trong thời gian ngắn, chưa đầy một năm đưa vào hoạt động, xã phát hiện hàng loạt thiết bị như máy in, máy photocopy, máy bấm số thứ tự, đánh giá sự hài lòng của người dân, hư hỏng trầm trọng, không thể khắc phục được nữa. Các thiết bị hư hỏng này hiện được xã gom bỏ đống bên hành lang trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, nhiều trang thiết bị rỉ sét, bong chóc, bụi bám như đồ phế liệu. Chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu phải có trách nhiệm. Theo ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, trên địa bàn huyện có nhiều đơn vị, xã, thị trấn được đầu tư lắp đặt hệ thống các thiết bị phần cứng, phần mềm tại bộ phận một cửa. Qua phản ánh của các đơn vị đều phát hiện nhiều trang thiết bị hư hỏng, xuống cấp, không sử dụng được. Thực trạng trên làm ảnh hưởng chung đến tình hình hoạt động của các xã, thị trấn. Tuy nhiên, theo ông Hán, do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đầu tư trực tiếp xuống cấp cơ sở, huyện không nắm rõ được chủ trương đầu tư, nên huyện sẽ cho kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể. Trước mắt, huyện báo cáo kiến nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét kiểm tra, đánh giá thực trạng các trang thiết bị và phần mềm bị hư hỏng để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ cho huyện, đồng thời kiến nghị đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục trang thiết bị hư hỏng để đưa vào hoạt động hiệu quả. Chiêu trò mạo danh công an, viện kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp cùng Công an huyện Mường La, Sơn La kiểm tra xác minh các vụ việc sử dụng mạng điện thoại di động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Theo đó, mới đây, Công an huyện Mường La, Sơn La đã tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm của các công dân trên địa bàn huyện Mường La cùng với nội dung bị các đối tượng giả danh nhân viên viễn thông, công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như anh Cà V.A. sinh năm 1973, trú tại xã Mường Trùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng vào ngày 8 tháng 8, hay chị Đinh T.T. sinh năm 1974, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, bị chiếm đoạt số tiền hơn 64 triệu đồng vào ngày 11 tháng 8. Theo trình báo của các nạn nhân, trong lúc ở nhà, các nạn nhân đều nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là công an ở Trung ương. Qua trao đổi, đối tượng báo các nạn nhân đang có dính líu liên quan đến một đường dây ma túy lớn nên lực lượng công an yêu cầu các nạn nhân phải hợp tác điều tra. Các nạn nhân bị dọa, tài khoản của họ sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng và nếu như chuyển tiền thử tiền thành công và các đối tượng rút được tiền thì mới thôi. Tin lời, các nạn nhân ra ngân hàng chuyển hết tiền mà bản thân đang có cho các đối tượng mà không chút đắn đo, suy nghĩ xem bản thân mình vi phạm gì. Sau khi nhận ra mình bị lừa, nhiều nạn nhân mới đến cơ quan công an trình báo. Thượng úy Lò Văn Trường, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế ma túy, công an huyện Mường La cho biết, các đối tượng lừa đảo rất tinh vi. Để tạo lòng tin cho các bị hại, các đối tượng yêu cầu các bị hại phải cài đặt các ứng dụng như chat như là Viber, Line hay Telegram để gọi điện có hình ảnh với đối tượng có sử dụng trang phục công an nhân dân hoặc trang phục của ngành kiểm sát và hứa hẹn nếu số tiền của các bị hại không liên quan thì sẽ được chuyển lại trong vòng 20 phút. Sau khi các bị hại chuyển tiền thì các đối tượng thực hiện chiếm đoạt và ngắt liên lạc với bị hại. Bên cạnh đó, thủ đoạn hiện nay của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi, khó lường. Nếu như thời gian trước, bọn chúng giả số điện thoại của cơ quan chức năng gọi đến máy bàn để lừa đảo, thì hiện tại bọn chúng gọi thẳng đến số điện thoại di động của nạn nhân. Các đối tượng còn thu thập được nhiều thông tin, đọc vanh vách khiến cho nạn nhân run sợ và tin đúng là cơ quan công an, viện kiểm sát mới có thể đủ thông tin như vậy. Điều này khiến cho nạn nhân càng thêm tin tưởng. Trung tá Lê Mùi, Phó trưởng Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết, bọn chúng cũng rất tinh vi khi luôn hỏi hiện bị hại đang ở một mình hay có ai khác nữa để tiện đường đối phó, đồng thời yêu cầu bị hại không được hé răng với người khác. Ngoài ra, các đối tượng còn có chiêu trò đề nghị giữ bí mật và hợp tác với cơ quan điều tra. Chúng hứa hẹn sau khi chuyên án kết thúc sẽ tặng bằng khen và tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng cho những người góp công. Chính vì thế mà không ít nạn nhân đã mất cảnh giác. Việc xác minh điều tra làm rõ các đối tượng lừa đảo cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đa phần các tài khoản ngân hàng hay số điện thoại đều ở nước ngoài. Tuy nhiên, lực lượng công an huyện Mường La sẽ cố gắng hết sức để truy tìm tới các đối tượng lừa đảo này. Cho đến cuối tháng 10, công an huyện Mường La đã nhận được đơn tố giác của 6 bị hại với số tiền hơn 801 triệu đồng. Nhận thức được vấn đề này, công an huyện Mường La đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân. Xem xét kỷ luật giám đốc công ty lâm nghiệp rừng xanh vì để mất rừng.
Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết vừa xem xét kết luận kiểm tra đối với ông Nguyễn Văn Đính, Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Rừng Xanh từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 10 năm 2016. Ông Đính đã có khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng dẫn đến một số diện tích rừng, đất rừng bị xâm hại, lấn chiếm, sử dụng trái phép. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đính. Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao cho Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh quản lý gần 14.000 ha rừng và đất rừng nằm trên địa bàn hai xã Ea Group và Cư Cờ Bang, huyện Ea Súp. Do buông lỏng quản lý từ năm 2010 đến năm 2016, đơn vị này đã để người dân lấn chiếm, xâm canh trái phép hơn 2.270 ha rừng, trong đó có hơn 1.626 ha rừng tự nhiên.